Hello, chào anh em nha. Nay mình xuống bãi xe của chú Hùng ở dưới gần trạm Mỹ Phước nha anh em. Hôm nay xe có chú Hùng này là có giấy luôn nha anh em, đăng ký đâu được đó. Nay mình sẵn đi săn đồ mà gặp thấy nhiều quá, anh quay cho anh em coi nha. Nhiều lắm nha anh em. Mình đi bãi mình săn lấy xuống bãi của chú Hùng Mỹ Phước nha. Thì có giấy rồi luôn anh em, có giấy không giấy đều có nha anh em. Không đăng ký nè, siêu quốc Nhật luôn nha anh em, tại ra đồ đầy đủ. Đó, chiếc Alpha luôn anh em. Đây nè anh em, hàng bên đây nè anh em. Xe không giấy, có giấy đăng ký thì đủ nha anh em. Gãi bãi chú Hùng ở gần trạm Mỹ Phước nha anh em. Này bãi chú Hùng gã đội lắm nha anh em. Bãi của chú Hùng này nhiều đồ lắm nha anh em. Lốp máy này anh em. Cảng này, ngắt chân này. Đây thì gấp nè anh em, nó gấp dài anh em. Đồ của chú Hùng đây là cũng như mấy bãi khác anh em ơi, anh lý xe gã ra thôi, ok lắm. Chú Hùng bán giá cũng không nghĩ lắm nha anh em. Rồi mình cặp Nhật nhiêu đây thôi anh em, có gì anh em xuống kiếm săn đồ nha. Rồi chăm bị anh em, có gì theo dõi kênh của mình, đăng ký kênh mình nha. Hello chào anh em.